Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hán dịch Thi Hộ, phiên âm và được dịch Nguyên Tấn và Nguyên Hiển, việt dịch Minh Tấn. Tây Thiên Dịch Kinh, Tam Tạng Triều Phụng Đại Phu, Thí Hồng Lư Khanh, Truyền Pháp Đại Sư, Thần Thí Hộ, Phụng Chiếu Dịch. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông này nên biết, cái Bồ Tát Ma Ha Tát ưa muốn tu tập hạnh tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên như thật biết rõ đối với các pháp, mọi việc làm đều lìa tất cả các tướng. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất chắp tay cung kính bạch trước Phật: Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, các Bồ Tát Ma Ha Tát ưa muốn tu tập hạnh tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm thế nào biết rõ tự tính các pháp, đối với việc làm lìa tướng là thế nào? Phật dạy Xá Lợi Phất: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ưa muốn tròn đủ hạnh thù thắng tương ưng, và đối với các pháp lìa tướng tạo tác, nên biết các pháp trụ không chỗ trụ, tức có thể tròn đủ hạnh thù thắng tương ưng. Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu các Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong các pháp hành hành bố thí, thì không người bố thí, không vật bố thí, không có sự bố thí. Nếu như thế, tức có thể tròn đủ thứ ba la mật. Lại nữa, nếu người tu tập các pháp giới, thì không người giữ giới, không giới được giữ, không có tạo tác. Nếu như thế, tức có thể tròn đủ giới ba la mật. Lại nữa, nếu các người tu tập pháp nhẫn nhục ở trong các pháp không bị lay động lìa mọi tạo tác như thế, tức có thể tròn đủ nhẫn ba la mật. Lại nữa, ở trong hạnh tương ưng nên cố gắng tu tập, dù thân dù tâm không có biến nhát mỏi mệt, không tướng tạo tác, nếu như thế tức có thể tròn đủ tinh tấn ba la mật. Lại nữa, ở trong các pháp không có tán loạn lìa tướng có được, nếu như thế tức có thể tròn đủ định ba la mật. Lại Xá Lợi Phất, nếu các Bồ Tát Ma Ha Tát ưa muốn an trú tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải nên tròn đủ bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám pháp chính đạo, lại quán tưởng tam muội không, tam muội vô tướng, tam muội vô nguyện, bốn pháp thiền định, bốn pháp vô lượng, bốn pháp vô sắc định, tám pháp giải thoát, chín pháp tiên hành, chín pháp tưởng. Sao gọi là chín tưởng? Đó là tưởng nội pháp, tưởng vị bố giả ca, tưởng ly xích, tưởng ly thanh, tưởng vị khư nể đa, tưởng vô trụ, tưởng ly tán, tưởng vô nhiệt não, tưởng ly ẩm thực. Như vậy gọi là chính pháp tưởng. Lại nữa, tưởng niệm Phật, tưởng niệm pháp, tưởng niệm tăng, tưởng niệm giới, thí, thiên, vân vân. Tưởng ly phiền não, tưởng niệm sinh diệt. Tưởng niệm vô thường, khổ vô ngã, vân vân. Tưởng niệm như thế gian, chư thế gian bất cứu cánh. Tưởng niệm khổ trí, tưởng tập trí. Tưởng diệt trí, tưởng đạo trí, tưởng tận trí, tưởng vô sinh trí, tưởng pháp trí. Tưởng vô ngã trí, tưởng hòa hiệp trí, tưởng như như, như thực trí, tưởng ngữ ngôn phân biệt, tưởng ly ngữ ngôn phân biệt, tưởng vị tri đương tri căn, tưởng dĩ tri căn, tưởng cụ tri căn, tưởng bất tịnh, tưởng thanh tịnh, tưởng thiền chỉ, thiền quán, tưởng ba minh, tưởng bốn liễu tri, tưởng bốn vô ý, tưởng năm thần thông, tưởng sáu ba la mật, tưởng bảy chủng trụ, tưởng tám đại nhân pháp, tưởng chín chúng sanh trụ, tưởng mười lực Như Lai, tưởng mười tám bất cộng pháp, tưởng đại từ, tưởng đại bi, cho đến tưởng nhất thiết trí trí. Ở các pháp như thế nên có tưởng như thế. Lại nữa, các Bồ Tát Ma Ha Tát ưa bốn tròn đủ nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, nên ở nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật quán tưởng. Lại nữa, nếu muốn tròn đủ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hiểu thấu các tướng hành của tất cả tâm chúng sinh, đoạn trừ mọi tạp nhiễm của tất cả chúng sinh, phải đang tu tập hạnh thù thắng tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Phất, như ta nói trên, các pháp môn tưởng Bồ Tát Ma Ha Tát nên học như thế. Bây giờ Tôn giả sẽ là Phật bạch Phật: Thế Tôn, các Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa nên dứt trừ pháp nào? Phật dạy: Xá Lợi Phất, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa phải nên dứt trừ 12 loại nghi ngờ. Những gì là 10? Phải nên dứt trừ 10 loại nghi ngờ. Những gì là 10? Đó là nghi có tính, nghi không có tính, nghi các pháp khác nhau, nghi hủy bán, nghi một pháp, nghi nhiều pháp, nghi đồng dị, nghi thượng phẩm, nghi như danh, nghi như danh nghĩa. 10 nghi này phải nên dứt trừ. Nếu như thế, tức Bồ Tát Ma Ha Tát ở nơi tất cả tướng đều không có cái được quán. Vì tướng không được quán cũng gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa không được quán. Các hành không được quán, sắc không được quán, thọ tưởng hành thức không được quán, đều không có cái được quán. Vì sao? Vì tự tánh của sắc là không. Vì không lìa tánh, thể của sắc tức không. Lìa sắc không có riêng không, thể của không tức sắc, lìa không không có riêng sắc. Nghĩa này thế nào? Vì danh phân biệt. Xá Lợi Phất, nên biết,
Tự tánh của sắc pháp không sinh, không diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, đó gọi là tự tánh, cũng chẳng dính pháp. Lìa mọi nghi hoặc, không tự đau đớn, cũng không chỗ trú, được sinh như thật, vì lìa ba đời, ba thời. Sắc pháp như thế, thọ tưởng hành, thức cũng là như thế. Vì thế Bồ Tát Ma Ha Tát đối với mọi danh tướng đều không có cái được quán. Vì không có cái được quán nên không có chỗ vào. Không có chỗ vào, tức có thể trọn đủ hành thù thắng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Phật thuyết liễu nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa.